Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cha nước và nước duy trì chi chi đô chúa chúng ta để con được sự sống đời đời. Dù bao gian khó, có mưa được nhau.
Thank you.
Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng, lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế, người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Vậy chúng ta
tình yêu. Đây chính là luật tình yêu thuần túy mà mỗi người chúng ta nên học tập và bắt chước. Vì đối với người yêu, dù người yêu có dở, có tệ, cỡ nào thì trước con người đó chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc, vẫn cảm thấy yêu mến người đó. Yêu một người yêu là sẵn sàng cho đi tất cả và có hơn ngay cả đến mạng sống của mình. Và từ đó chúng ta có thể thấy nơi tình yêu của ông bà cha mẹ dành cho con cái, cầu cho vua lớn thánh sơn muốn mẹ mua nước cho nguồn chảy ra. Tình yêu đó không có gì có thể so sánh được. Cha mẹ phải luôn làm mẹ đau, cha phải vất vả hôn trải để lo cho con cái có miếng cơm manh áo. Vô con chẳng ngại chi thân, cho lúc mẹ nằm, cho đáo con luôn. Vô con vươn nắng tả tầng, chỉ mong con lớn có người nên thân. Sự sống của con cũng giống là sự sống của cha mẹ. Nỗi đau của con cũng là nỗi đau của cha mẹ. Khi gia đình có một đứa con hơn thì cha mẹ đau hơn biết chừng nào. Chúng ta cũng có thể thấy tình yêu cho người yêu được thể hiện của tình yêu vợ chồng. Một người vợ yêu chồng yêu con thì không ngờ nhà nuôi sinh nuôi mí cả tuổi xuân sắc đẹp cô khổ cực nhưng vẫn vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Một người ba lần trèo hôn con gì mà đẹp mà giòn thế này. Một người ba lần trèo đèo vì ai muốn sách muốn nghe thấu tràn. Một người vợ như thế hỏi có người chồng nào mà không thương cho được. Trên đây chính là những trải nghiệm về tình yêu. Chúng ta cần học tập bắt chước và chúng ta thấy tình yêu của Đức Kitô đối với con người chúng ta là một tình yêu cho nhau, một tình yêu tự hủy, một tình yêu không loại trừ, không tính toán. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô vốn chính là Thiên Chúa mà Ngài không phải lúc quốc vương trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang mà lấy thân nô lệ trở nên đấng công nhân. Đức Kitô yêu thương chúng ta bằng tình yêu vẹn toàn hoàn hảo và bằng tình yêu đích thực. Chúa yêu mến tất cả mọi người, ngay cả những người bất hạnh Chúa, ngay cả tên trộm trên cái giá. Chúa yêu thương và cho đi tất cả. Hai đạo nhân và người mau tất thân lễ, mau thủy tất thân lễ. Bởi vì yêu không bao giờ là một đại lộ thanh thang, mà là một con đường chặt hẹp đầy chông gai và những hoa hồng. Thế nhưng con đường ấy lại là một con đường dẫn đến sự thật và sự sống. Chúng ta luôn hy vọng rằng tình yêu của hai bạn Tấn Thanh và Như Quỳnh hôm nay sẽ đôi được hoa kết trái. Tình yêu ấy phải là một tình yêu thật sự, không là yêu thương tình yêu của sông Nhiệt để rồi chết ở trong lòng một ít, hoặc cũng không mong muốn tình yêu của thương yêu để rồi học thực lòng nghe. Mong chúng ta sống tình yêu của Đức Kitô, một tình yêu sẵn sàng cho đi vì tất cả và nên gọi với người mình thương. Amen. Các con có thân mến,
các con cùng nhau đến nhà thờ để những mối kết hôn của các con được Chúa củng cố và một dấu ấn linh thánh trước mặt được các quy bộ thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang đầu tay ban phúc lành cho tình yêu thương phụ của các con và dùng kinh thánh đặc biệt mà làm cho các con thêm phong phú và ấm mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như những người có nhiều kinh thánh thánh tại mà thánh thương các con. Bởi vậy trước mặt hội thánh cha hỏi các con về vấn đề của các con. Giuse, Florian và Teresa, Như Quỳnh, các con đến đây kết hôn với nhau, các con có được kết quả không? Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Chưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Chưa có. Vậy là bởi vì các con đã thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con đã nắm tay nhau và nên sự tương phật của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Pedro của Tổ tiên, nhà em Teresa hầu như được làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi hiện vượt khi bước chân nan khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Teresa hầu như được nhờ anh Pedro của Tổ tiên làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt đời em. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn bị sứ phận của các con vừa bày tỏ trước mặt Hội Thánh và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly, nào ta chung tụng Chúa. Teresa Hồ Nguyên Quỳnh, xin em nghe lời hướng dẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh với nhân gia và con và thánh thần. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để đi đây của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin đưa đến một Thánh Chúa đang gọi các hoàng đầu để định đoạt một thánh trong đức thánh, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng Jose chúng con và toàn thể hàng giáo xin. Xin Chúa cùng đưa đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng những cuộc chúng con đã đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào lửa ánh sáng sâu nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse và trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lạy Chúa cứu thế, và theo thể thức người dạy chúng ta nhắn nguyện rằng: chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin cho các con nên chứng tình yêu của Thiên Chúa nơi thế gian
để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn và đón tiếp các con vào lâu đài lý tưởng của Chúa. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả các chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn đường sống như bạn đời, xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có thương yêu nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan. Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ, Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời, xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình bạn đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.